Xin chào mọi người, và bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xem một cái tòa nhà mình thấy rất là đặc biệt ở bên Nhật. Đó là cái tòa nhà mà nó hình quả trứng ở bên Nhật. Tòa nhà này nó nằm ở ga Shinjuku của Tokyo nha. Và mình sẽ cho các bạn thấy hình ảnh ngay đây thôi.